Liên bang ấy, mặc dù chúng tôi giành được thắng lợi nhưng phải nói là Please speak in the official language, otherwise you are not able to provide interpretation service. Và cách đây vào tháng 4, tôi nhớ là tháng 4 cũng là năm nay chúng tôi đã hai trận ở Liên bang, tại Liên bang, phải nói là đối bạn rất là tiến bộ. Cái hiệp đầu là người ta đã phòng ngự rất là chặt chẽ. Thế và như tôi nói là tay tiến bộ chuyên môn rất là nhiều, ta biết kẻ người, biết đúng khu vực, cho nên là chúng tôi không khoét sâu vào những cái điểm yếu của đội bạn được. We have the difficulty in the first half because chúng tôi biết ở hiệp hai là chúng tôi phải đổi lại người một chút, tức là dùng cái chiến thuật có thể là có những cái vị trí cá nhân, kỹ thuật cá nhân là tốt như là Thanh Nhã, như là sự hơn như là sự vào để đột phá cá nhân, có thể nó gây ra được cái chiến thuật thì đúng như mà thì hiệp hai chúng tôi đã chơi tốt hơn và phá vỡ được cái hệ thống của phòng ngự của người ta. Đội hình của chúng tôi thì thiếu vắng một vài cái vị trí nó cũng là rất là trụ cột, ví dụ như Hồ Như đấy, rồi là Trương Thị Kiều đấy, rồi là Mỹ Anh vân vân, thì đấy là cái mà cái vị trí của chúng tôi mà lắp vào đấy là những cái vị trí trẻ như là Trang Hằng và cũng chưa đạt được cái yêu cầu của ban huấn luyện. Thế cho nên thành ra là chúng tôi thì đội hình chúng tôi thì đang là thời kỳ là nó trao đổi lại một chút và thay thế những chị lớn. Thế chính vì thế chúng tôi cũng chưa thi đấu tốt lắm, nhưng tôi nghĩ là sẽ có thời gian dần dần chúng tôi sẽ khắc phục được cái này. Thế và hôm nay chúng tôi đã có được 3 điểm và 2 bàn thắng. Thế chúng tôi cũng cố gắng sẽ thi đấu tốt từng trận một. Vâng. Rất là cảm ơn anh. Cái mà tôi nghĩ là cái phong độ của toàn đội thôi, vừa qua ở cái quan cấp chúng tôi đã tập trung cao độ vào cái quan cấp rồi, trên là dồn hết sức vào đấy. Thế là qua cái quan cấp vừa rồi thì phải có cái thời gian chúng tôi cũng đã tập trung lại được hơn một tháng, nhưng mà thực sự ra vẫn chưa được tốt lắm. Cái cơ thể sinh lý của mình Việt Nam chúng ta thì còn phải có thời gian từ từ dần dần, thì không thể làm ngay được. Thì chính vì thế mà phong độ toàn đội tôi nghĩ là cũng chưa đạt được cái điểm cao nhất. Thế và Bích Thủy, riêng Bích Thủy thì so với đội nghệ thì phong độ của Bích Thủy tốt hơn mọi người một chút. Đấy, vẫn là nhanh nhẹn. Thế và hiệp hai tôi có trực tiếp gặp cô đó thì tôi nói là con phải bám biên và đá để tấn công biên phải. Thì hầu như Bích Thủy làm được việc này, thì những cái đường tấn công biên tạt vào đấy, truyền vào hoặc là Bích Thủy ghi bàn thì hầu như đúng là như vậy. Thế thì đấy là cái thứ nhất về phong độ Bích Thủy và toàn đội. Về cái sau thời ấy, thì chúng ta phải chấp nhận như thế này đấy, thì không phải lúc nào chúng ta cũng đủ cái lực lượng tốt nhất, tại vì trong bóng đá chúng ta có những người chấn thương và có những người này người khác nữa, trên là chúng ta phải chấp nhận. Và trong cái thời kỳ sau thời này thì tôi cũng mong muốn các bạn trẻ sẽ đạt được phong độ tốt nhất đấy, để mà thay thế phát triển. Sau đó thì ba đội chúng tôi ở phía sau. Thế trên là đội Việt Nam chúng tôi thì như phát biểu ở trong nước ấy, chúng tôi phải cố gắng từng trận đấu một. Tôi biết là phong độ của đội vẫn chưa được tốt, thiếu người như tôi nói ở trên ấy. Thì mà tất cả các đội thì hiện nay đã rất là tiến bộ, ví dụ như là Bangladesh hoặc cả Nepal, người ta cũng tiến bộ từng ngày một để chúng ta có thể coi thường được người ta. Và chúng tôi cũng là chuẩn bị thật tốt những cái trận đấu sau này để chúng ta thi đấu tốt hơn.